Đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới mang biển kiểm soát 23T3838. Một mẫu xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đó là một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2008, bản đủ. Vâng, một mẫu xe số sàn động cơ 2.0. Một mẫu xe Toyota Innova bản G hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản. Đó là một mẫu xe Toyota Innova bản G. Bản G số sàn. Vâng, một mẫu xe một chủ từ mới các bác nhá. Mang nước sơn màu đen. Vâng, mang biển kiểm soát Hà Giang. Vâng, một mẫu xe keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, sơn xi thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, hệ thống cặp đèn phanh của xe. Đấy, rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Đấy, trang bị đuôi gió này. Đấy, giá đựng đồ, đấy, giá để đồ trên lóc đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến lùi, cảm biến va chạm, màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, mua về thì chỉ việc đổ xăng và sử dụng luôn. Đấy, chỉ việc đổ xăng sử dụng các bác nhá. Hệ thống lốp dép của xe. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn các bác này. Tất cả những cái hệ thống cua lốp của xe đó, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. La răng đúc 4 bánh nha. Đấy, tay lắm mở cửa thì đã được ốp inox mạ chrome, chân kính và vè mưa đầy đủ các bác nhá. Nội thất các bác xem này, nội thất của em nó tươi nó nói luôn. Đấy, ghế da xịn này, ghế da xịn thì sở rất là mềm mại luôn các bác nhá. Đấy, rất là mềm mại và êm ái luôn. Đấy, nội thất thì rất là tươi rồi. Đấy, các bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota Innova bản G số sàn này, nhấc máy lên alo luôn cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhá. Đấy, tất cả những cái hệ thống đinh tán răng nhật của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, chân của xe các bác này, chân của nó là chân nỉ nguyên bản. Đấy, chân nỉ nguyên bản, bên trong bên ngoài thì đã được bọc một lớp ni lông. Đấy, trang bị hai dàn điều hòa độc lập với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa. Đấy, 3 dàn điều hòa, 2 túi khí an toàn. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Đấy, xe thì rất là đẹp luôn. Đấy, cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không tắc xi, không dịch vụ, không đổi màu. Sơn xi thì màu đen xịn sò luôn. Đấy, tất cả những cái hệ thống khu cánh cửa các bác này, đó, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Tất cả những cái keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ của nó các bác này. Đấy, keo chỉ của nó, keo chỉ zin đều tao tóc luôn. Đấy, keo chỉ zin đều tao tóc các bác nhá. Nội thất thì rất là tươi. Đấy, cửa lẹo thì rất là chắc chắn các bác nhá, đóng phập phập luôn. Đây là phần hệ thống táp đi cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này. Đấy, táp ly này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Tất cả những keo chỉ này. Đấy, khu cánh cửa các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa thì không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, táp ly thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần rất là đẹp các bác nhá. Phần hệ thống bệ bậc lên xuống này. Đấy, những cái ốc ác bản nề. Ốc ác bản nề cánh cửa chưa hề động đến calem một lết luôn. Phần hệ thống cột kèo của xe. Đấy, tất cả hệ thống cột kèo và đinh tán các bác nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, màn hình đầy đủ rồi. Hệ thống quả số các bác này. Đấy, phần quả số thì rất là đẹp luôn. Bệ tỉ tay này. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, mua về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, bao zin cả xe các bác nhá. Bao zin, bao phê cho các bác luôn. Đấy, phần khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Một mẫu xe. Đấy, một chủ sử dụng từ mới vẫn còn biển 4 số các bác nhá. Đấy, đăng kiểm của em nó còn đến tháng 5 năm 2023. Vâng, đăng kiểm dài miên man luôn. Đấy,
Lốp dép thì khá là dày dặn các bác này. Đấy, tất cả lốp dép này, hệ thống cua lốp các bác này. Đó, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá, mang thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất 2008 nhưng form của nó 2010 các bác nhá. Đấy, form của nó là 2010, còn 2007 thì form khác các bác nhá. Đấy, sơn si thì sạch sẽ đẹp đẽ ok rồi. Các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, hiện tại chiếc Toyota Innova này bên em đang chào bán với giá là 272 triệu đồng. Đấy, bên em có bao gồm phí rút hồ sơ. Đấy, bao gồm phí rút hồ sơ gốc cho các bác nhá. Đấy, và cũng như có cả hỗ trợ ship cho các bác, ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, ship đến tận nhà cho các bác, xem xe, test xe, thử xe tại nhà các bác thoải mái luôn các bác nhá. Hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, anh em mà gấp hàng ghế thứ ba lên thì làm khoang đựng đồ của nó rất là rộng rãi các bác nhá, rất là rộng rãi luôn. Đấy, rất là rộng rãi ok các bác này. Tất cả những cái hệ thống kính tán dàn giật. Đấy, ốc ác à. Đấy, nguyên đai nguyên cảnh các bác nhá. Đấy, phần kính tán này. Đó. Máy gầm thì lại chất, côn số ngọt. Máy số zin các bác nhá, con này máy số vẫn zin luôn. Tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Đấy, các lỗ của nó này. Đấy, tròn không hề có hiện tượng móp méo các bác nhá. Keo chỉ zin đều tấp tắp luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Gầm bệ của nó rất là chắc chắn các bác nhá. Hệ thống của lốp sau cua. Đấy, trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm, màn hình cam lùi đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe một chủ sử dụng đời mới, giá tiền 272 triệu đồng. Đấy, có bao gồm phí rút hồ sơ. Đấy, cũng như có cả ship cho các bác, ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mặt, đúng chân cái mẫu xe này, alo luôn cho em. Đây là phần hệ thống của lốp của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, lốp dép thì rất là dày dặn các bác nhá. Đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn, cua lốp không có một chút mục mọt nào. Hệ thống táp ly cánh cửa này. Phần táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, tổng quan của táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Keo chỉ các bác này. Đấy, keo chỉ của nó zin đều tấp tắp luôn. Vậy bật lên xuống. Ốc gác bản nề. Đấy, tất cả cột kèo và đinh tán của xe. Đấy, cột kèo và đinh tán các bác này. Đấy, zin nguyên bản các bác nhá. Zin nguyên bản luôn. Đấy, nội thất thì rất là tươi rồi. Đấy, một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, giá tiền 272 triệu đồng. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ gốc cho các bác, cũng như có cả ship cho các bác nhá, ship đến tận nhà tận giường cho các bác luôn. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa của xe. Đấy, đều tấp tắp các bác nhá, đều tấp tắp luôn. Nội thất thì rất là tươi, âm thanh thì rất là hay. Đấy, âm thanh loa Nhật thì rất là hay các bác nhá. Những cái ốc ác bản nè. Hệ thống bệ bật lên xuống đây. Hệ thống thông số kỹ thuật này. Hệ thống cột kèo của xe. Đây là phần những cái cột kèo và đinh tán các bác nhá. Đấy, cột kèo và đinh tán này. Đấy, zin nguyên bản luôn. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Innova, một mẫu xe bản G, bản đủ của dòng Toyota Innova số sàn. Đấy, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành. Đồ đạc thì con này thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Mặt đồng hồ các bác này.
Đấy, không báo một lỗi gì các bác nhá. Xi nhan báo rẽ này. Đó, hoạt động rất là trơn tru, phun nước và gạt mưa. Hệ thống táp lô của xe. Táp lô thì vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy. Bô lăng của xe các bác này, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Tất cả những cái nút điều hòa các bác này. Đấy, chưa hề có sự hao mòn mấy các bác nhá, còn rất là đẹp này. Quả số này. Đó. Còn đây là phần hệ thống kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Tất cả những cái nhựa ốp cột các bác này sạch sẽ khít khịt các bác nhá. À, hai bên các bác này. Đấy, khít khịt luôn. Đấy, một mẫu xe. Đấy, một chủ sử dụng từ mới, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đó là một mẫu xe Innova sản xuất 2008. Đấy, 2008 các bác nhá. Cuối 2008 lên form mới các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác nhá. Hoạt động rất là trơn tru. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Innova. Đấy, một mẫu xe bản G số sàn. Động cơ của nó là 2.0. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu ăn tầm khoảng 9 lít xăng. Đấy, 9 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 8 người luôn. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2008 bản G. Đấy, máy đây, các bác xem máy thì vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, máy vẫn zin luôn. Đấy, máy nổ rất là êm. Máy thì khô ráo sạch sẽ các bác này. Đấy, không hề có một chút gì dầu là các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, với giá tiền 272 triệu đồng. Đấy, bên Đoàn Nghị có bao hồ sơ gốc. Đấy, cũng như có cả ship cho các bác. Đấy, ship đến nhà cho các bác luôn các bác nhé. Cũng treo nhé, chống trơn, chống trượt và chống bó kính các bác nhé. Đấy, tất cả những đinh cán đang giật các bác này. Đấy, đinh cán đang giật các bác nhé. Cái bên đai như kiện luôn. Đấy, đinh cán đang giật các bác này. Đấy, bao zin cả xe cho các bác nhé. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không đổi bụng, không đổi màu. Giá tiền 272 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ. Đấy, bao rút hồ sơ gốc và cũng như có cả ship cho bác luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo luôn cho em các bác nhé. Đấy, máy chất gầm chắc, khuôn số ngọt, máy số gì luôn. Đây là phần hệ thống tổng quan của lắp capo các bác này. Đấy, các lỗ của nó này. Đấy, tròn zin nguyên bản các bác nhá, hệ thống keo chỉ nhá. Tôn vỏ con này mỏng tang luôn. Nhãn hiệu của Toyota các bác này. Đấy, các lỗ của nó tròn nguyên đai nguyên kiện luôn. Hệ thống tem mác thân ngoài sản xuất. Đấy, phải nói là rất là đẹp các bác nhá, con này thì rất là đẹp luôn. Đấy, sản xuất 2008 mà đẹp như 2018 luôn. Đấy, đẹp như gái 18 các bác nhé. Đấy, rất là ok các bác này. Đấy, máy con này vẫn còn zin các bác nhé, máy số zin luôn. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hôm nay em lại vừa quay tổng hợp một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 2.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 272 triệu đồng.
Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này nhấc máy lên alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.